Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Let's go. Okay, let's go. Rồi, mình sẽ mở cửa này ra. Đấy, có đường điện. Điện bật nước, nó nguội ngay. Nó bắt buộc. Xà phòng. Ok, let's go. Let's go. Wow, một chú chó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Subway Surfers. Let's go. Let's go, baby. Let's go.
Oh my gosh, chết rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Seven Dragon. Let's go. Level 39, ok. Và mình sẽ thấp tay xuống. Cái này thì mình sẽ chọn găng tay đi. Bởi vì găng tay là găng tay cao su, cho nên là sẽ không bị dẫn điện. Ồ, cái chăn này. Ok, let's go. Làm châm. Đây là nhu cầu xi măng, nó nằm đông đông luôn. Ok, mình sẽ nhờ chú nhện này. So cool, rất lạnh. Bảo nó chạy đi. Let's go. Wow, một con sâu. Mày không biết là cái gì đây. Oh my gosh. Chị alien. Một cái gương. Một con con này như kiểu con nhân vật người hành tinh. Let's go. Let's go. City of Liberty. Đây toàn kiến là kiến thôi. Mình sẽ chọn cái này đi. Kiếm nó chỉ là thuốc xịt rán, còn kiếm nó sẽ không chết. Bom. Phum. Tan luôn. Let's go. Một con chó sói. Một cái gậy hay là một cái này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo. Let's go. Ise. Ok, let's go. Cái này là nhảy này, cái này là lướt này. Và cái này là cái gì? Chém này. Ok. Let's go.
Ôi mày có khỏe phết nhờ. Rất là đông luôn, mình sẽ đi này. Đó, các bạn có thể đi các cái đường này và các bạn nó rất là dài luôn, tựa game này rất là dài. Ok, và mình sẽ giới thiệu tựa game này như thế thôi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Let's go. Million Rush. Let's go. Thank you.
go. Oh my god, rồi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Ice cream 2. Let's go. Ice cream 2. Giờ đây Asher. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ phải hóa thân là một chàng thanh niên tên là Jay. Và bây giờ sẽ đi giải cứu cô gái này thoát khỏi ông ta. Ông Ice Cream này, ông ta bắt mất cô bạn của mình, bắt cóc và đang rốt ở trong này. Giờ bây giờ thì mình sẽ vào spa. Let's go. Ông ta đột thổ luôn. What? Quả đột thổ rất là buồn cười luôn. Các bạn mà nhìn thấy không? Đang đứng xong ta đột thổ luôn xuống dưới luôn. Let's go. Rất hài. Ok, let's go. Jay, help me out of here. Xin lỗi. Rồi mình sẽ để luôn đây. Chúng ta độn thổ tiếp thì rất là buồn cười. Let's go baby. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang nơi khác. Let's go. Circus. Jay, help me out of here, please. Ok, let's go. Đây là một tấm vé để vào trong căn phòng này. Và bây giờ thì mình sẽ trao đổi. Nọ nước hoa. Lấy một cái núm cửa. Ok. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ phải nhặt cái một cái mình để rơi ở đây. Đây là cái để các bạn có thể tháo và lấy một cái bình ga. Nhưng mà trước hết thì các bạn phải mở cửa ở bên trong, từ trong ra ngoài. Bởi vì ở bên ngoài đây thì nó bị khóa từ bên trong, cho nên các bạn không thể mở ra bên ngoài được. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong ngôi nhà thứ hai này, ngôi nhà hai tầng này, và mình sẽ lấy một hộp thức ăn cho mèo. Let's go, đi tìm hộp thức ăn cho mèo nào. Không biết có trong này không. Không có, đây. Đây rồi, cái food. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ cất cái hộp này vào trong xe. Sau đó thì mình sẽ lại lên tìm một cái mắc treo quần áo. Jay, help me. Ok, out let's go here, please. Rồi, mình sẽ lên trên tầng thượng luôn. Let's go. Jay,
Rồi, đây là căn phòng có kín ở bên trong. Rồi, mình sẽ là cái này. Rồi lên screen. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào xe và di chuyển đến một nơi, đó chính là nghĩa trang. Let's go. Oh my friend. Ok, cây lên đây rồi. Mình sẽ thắp vào đây cho ông ta, thắp hương cho ông bố ông ta. Không biết ông ta có thắp nốt không. Let's go. Let's go. Cinema. Ok, lắp luôn vào đây. Jay, help me out of here, please. Is anybody looking? Ok, mình đã giải thoát được cô gái này thoát khỏi ông ta rồi. Sau đó thì mình sẽ nhảy xuống trước và cô gái đó tỉnh sẽ nhảy xuống sau. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go. So, Mission Equip Stickman. Let's go. Rồi mình sẽ chọn cái đầu tiên và sẽ giải cứu. Let's go baby. Rồi đập vào đá nào. Khi đập vào đá thì tay ông ta sẽ thoát ra. Và bây giờ thì mình sẽ đưa cả cho người yêu lên. Mình sẽ cứu cả hai. Rồi sau đó thì sẽ trèo lên đây. Trốn qua một cái hộp. Ok. Và tiếp tục thì mình sẽ xử lý cả hai ở đây đi. Mỗi người một người. Tiêu diệt rồi. Sang đây. Cái này cần phải chui vào trong một ngôi nhà, sau đó ấn nút. Bây giờ mình sẽ chọn cái gì? Mình sẽ chọn cái này. The four. Ok. Sau đó thì anh chàng này sẽ vào trong căn phòng. Ấn nút. Ok, let's go. Tiếp tục là gì? Tiếp tục gặp ba đối thủ cầm súng. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ chọn hai khẩu súng. Ok, let's go. Rồi sau đó chạy đến đây. Đây có hai cái mũ. Ok. Người yêu có cần đội không? Thì
Theo mình thì ném cái mũ này ra. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Chạy ra ngoài này. Bị một anh tướng này bắt mất rồi. Sau đó thì mình sẽ phải chọn cái gì đây? Cái này là cái gì? Không biết liệu có trốn thoát được không? Chiếc xe này đi. Ok, let's go. Rồi, chúng ta rồi. Ok, có điều nó không có tiếng nhạc cho nên là các bạn nên xem nó hơi buồn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Scary Teacher 3D. Let's go. Lần này thì mình sẽ chơi Chapter 4. Ok, và lần này thì mình sẽ phá tan cái lời gọi là một cái chai rượu của bà ta. Bà ta đang có một chai rượu sông banh rất là ngon. Và mời bọn ông ta đến uống. Okay. Oh, how lucky Francis is to have me. I can't wait to show him the surprise I got him. And by me, I obviously mean those bratty students of mine who paid for this expensive bottle of champagne. Bà ta cười rất là quái trí luôn. Chắc là có một chai sâm banh này rất là ngon. Và khi ông ta uống bà thì ông ta sẽ gọi là kết bà ta luôn. Ta đang đi cổ kia. Một cái khu. Vò vào ta xuyên cả cây luôn. Sợ thật. Bây giờ mình sẽ dùng kéo rạch cái ngoài ra, đầu ngoài ra. Let's go. Sau đó thì mình sẽ dùng cái này cui ra. Tiếp đến là cái này. Rồi mình sẽ lấy lại cái này, lắp vào. Tiếp tục cái này. Chuẩn luôn, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ở đây xa quá không nhìn thấy gì. Mình có thể nhìn tại đây. Oh, my dear Francis, this surprise will blow your mind. Here we go. Oh, oh dear. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.